Khi đàn ông mang bầu, cặp đôi LGBT khoe hành trình tìm con cực đáng yêu. Này, đang đưa ông bầu đi khám đâu quý vị ơi. Đang đưa ông bầu đi khám thai. Trời, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Được cộng đồng mạng ủng hộ hết mực. Thì là bây giờ là 2 tuần rồi. Cách 2 tuần rồi tụi em mới khám lại. Đáng ra là tuần nào cũng sẽ đi khám. Nhưng mà mấy thiên thần đến với vợ chồng em đây. Nhưng mà vợ chồng em vẫn mong là trong lần sanh đẻ này, lần sanh duy nhất của chồng em luôn đó. Câu chuyện tưởng như đùa này hóa ra lại là một câu chuyện hoàn toàn có thật và được một cặp đôi LGBT đăng tải. Dù đã chuyển giới được một nửa, thế nhưng cặp đôi này lại có một bước đi táo bạo khi quyết định có con. Vậy nên mới có câu chuyện khá lạ lùng là khi đàn ông mang bầu, đang trong những tháng đầu thai kỳ, ông bầu nghén nặng khi cứ ngửi mùi nặng là nhận ói, ăn uống cũng khó khăn hơn hẳn. Chàng TikToker đã đồng hành cùng anh nhà mình trong hành trình khó nhằn này. Từ ngày chồng có bầu, anh chàng đang là vợ bỗng hóa người đàn ông chững chạc trong gia đình, chăm sóc từng chút một. Chiều đặt hai cái trứng nhộng về cho ông bầu. Nay bầu đổi qua trứng ngỗng nha. Trời ơi, cầm cạp ăn đã. Ừ, rồi vậy cầm đi. Rồi đó. Vợ một tính, chồng một tính. Ok, vợ một tính, chồng tính. Cộng đồng mạng còn hài hước bình luận, coi bà vợ cắn từng cái đút cho ông bầu ăn kia chèn, sao mà dễ thương quá vậy nè. Tự dưng ông chồng có bầu cái bà vợ men ngang luôn, ga lăng dễ sợ, cưng ghê. Trời ơi, ông sơn ông men ngang luôn dậy. Một điều may mắn hơn nữa là cả hai còn nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Mỗi lần có nhiều những khúc mắc về hành trình mang thai thì chàng TikToker lại gọi điện cho tổ tư vấn liền. Đang trong hành trình chuyển giới từ nữ thành nam thì cấn bầu, điều này khiến cả hai bất ngờ. Tuy nhiên cặp đôi cũng cho đây là may mắn mà ông trời đem lại, bởi giờ đây cả hai đã có được tổ ấm trọn vẹn. Cái hành trình đi khám thai của cả hai cũng cực đáng yêu thế này đây. Lần đầu được nghe tim thai của con, cả hai cũng không giấu được xúc động. Dạ, cuối cùng cũng đã đến ngày của kỳ khám thai lần thứ 3 rồi mấy chị ơi. Thật sự cái ngày này là cái ngày cực kỳ quan trọng, là cái ngày mà để xem thử coi là con của mình á có tim thai hay là chưa. Là cái tiếng bình bình đó hả? Sau khi kể về hành trình mang bầu cực đặc biệt của mình, cặp đôi đã khiến nhiều người phải bất ngờ ngạc nhiên. Chuyện tưởng như đùa này lại thành sự thật thì đúng là đáng để nói ấy chứ. So với nhiều cặp đôi LGBT khác phải cậy nhờ phương pháp y khoa để có thể có con thì cặp đôi này lại may mắn hơn cả khi đỡ đi một khoản tốn kém. Kèm với đó là con chuẩn huyết thống của ba mẹ. Đây hẳn là điều mà biết bao cặp đôi LGBT ao ước. Cả hai đến với nhau khi anh Sơn là người thuộc cộng đồng LGBT, còn người bạn đời là trans hai chuyển giới nữ thành nam. Hồi lúc tôi quen ổng hay ông để cái chữ người chuyển giới chà bá lửa luôn. Thiệt, nhưng mà để bằng tiếng Anh thì là trong đầu em cũng đã từng biết ở trên gái này chắc là người chuyển giới rồi. Không biết sao em quẹt ngay ổng xong cái rồi đó là cái cảm giác khó tả lắm mấy chị ơi. Vậy là thêm một may mắn nữa là trên giấy tờ, hôn nhân của cặp đôi là hoàn toàn hợp pháp ở Việt Nam. Mong rằng sắp tới, trong hành trình chào đón con đầu lòng, cả hai sẽ nhận được nhiều ủng hộ và chúc mừng từ phía người thân và cộng đồng mạng. Bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện đặc biệt này? Cùng chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.